Tuyền xin chào tất cả các bạn. Tuyền xin chúc cho tất cả các bạn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an và may mắn. Ngày hôm nay Tuyền làm một cái video về Tuyền hát một cái bài hát này các bạn. Mà cách đây 2 năm rồi, Tuyền đi qua bên Pháp ghé nhà người chị bạn chơi và chị bạn đã quay phim cho Tuyền. Thì hôm nay Tuyền up lên cho tất cả các bạn xem cho vui nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiểu miền Tây rồi, thấy không? Nè, nghe nghe giọng tổ ăn rau muống. Muống rau muống. Rồi không sao, không sao. Nhớ đường về dài bước chân mình mới. Một cánh trầu vòng vòng đầy đôi dây, những cánh nặng quá.